Mới đây, một người phụ nữ ở Hà Nội đã bị lừa gần 500 triệu đồng khi tham gia tuyển mẫu ảnh thời trang quý bà. Đây là một chiêu trò lừa đảo mới đang ngày càng phổ biến, đặc biệt là đối với các phụ nữ trung niên. Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, một người phụ nữ trú tại Hà Nội đã đăng ký tham gia một fanpage tuyển mẫu ảnh thời trang quý bà. Người này đã tin vào thông tin tuyển mẫu ảnh thời trang quý bà. Công ty cần tuyển mẫu ảnh quý bà thanh lịch, cơ hội để bạn tỏa sáng, hiện thực hóa vẻ đẹp quý phái và sức quyến rũ của mình qua ống kính tài năng của các nhiếp ảnh gia hàng đầu từ một fanpage trên mạng xã hội. Sau khi đăng ký thành công, người phụ nữ được trang này yêu cầu mua một số sản phẩm thời trang và được hoàn lại gần 20 triệu đồng. Sau đó, nạn nhân mua thêm 10 sản phẩm khác với tổng số tiền gần 500 triệu đồng nhưng không được hoàn lại tiền. Sau khi mua hàng, nạn nhân cũng không được tham gia buổi chụp hình như đã hẹn. Khi người này liên hệ với công ty tuyển dụng thì không liên lạc được. Cơ quan công an đã xác định đây là một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng lừa đảo đã lập ra các fanpage tuyển mẫu ảnh thời trang quý bà để thu hút sự chú ý của các phụ nữ trung niên. Sau khi các nạn nhân đăng ký tham gia, các đối tượng sẽ yêu cầu họ mua các sản phẩm thời trang với giá cao. Khi nạn nhân mua hàng xong thì sẽ không liên hệ lại được và bị chiếm đoạt tài sản.